Vâng, xin chào các bác đến với kênh Trên Xe Đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu xe đua của dòng Merida Showdown. Vâng, đây là một mẫu xe đua bên em mới về với màu bạc xanh tím than, đồ Tiagra. Và bây giờ em xin vào đánh giá chi tiết tổng thể chiếc xe. Vâng, và trước đây thì bên em có về vài mẫu dòng Merida Showdown, thì hôm nay em cũng về một chiếc nữa. Đây là một dòng Merida khá là phổ thông trong dòng xe đua. Như các bác biết, model Merida Showdown với màu xanh tím than, điểm nhấn là những cái màu bạc trên khung xe của những dòng chữ Merida rất là nổi bật đó nhé. Xe làm từ hợp kim nhôm. Và những cái dòng Merida lần này, dòng Showdown này thì cái độ làm của dòng độ bền của khung xe chắc chắn hơn với những điểm những cái đường khung cong và những cái khung cái đường mối hàn nó rất là kín kéo nhá. Đây những mối hàn của xe đây làm rất là gọn, nhỏ gọn, giúp cho xe có độ nhìn rất là thanh thoát luôn nhá. Màu xanh tím than dòng Merida. Tổng thể xe có cái đánh giá khoảng tầm 85-90% xe. Đây là một mẫu Merida dòng đua cuộc Showdown. Của Ford Expedition. Nguyên bản theo xe. Và xe được trang bị với cặp tay lắp rất là cao cấp, đồ Shimano Tiagra. Đây, bên tay trái em là một bộ chuẩn lip Shimano Tiagra. Và bên tay phải em sẽ được sử dụng với bộ tay lắp cũng là sử dụng Tiagra bên phía. Những cái dây phanh với cả dây dây đè đây rất là cứng luôn nhá. Phanh dây đè bình thường thì nó có tất cả các mẫu bình thường thì nó là dòng dây đen, lần này thì nó bọc nó được một lớp dây nhựa cứng, khó mà có thể có đất hay là tránh gãy dây đè, rất là cứng cáp cho xe. Thì đằng trước nó biểu hiện của dòng Merida Showdown này thì luôn luôn có một biểu tượng logo hình chữ M bằng hợp kim nhôm đúc CMC, thường xuất hiện trên những cái dòng xe Nhật bãi không nhá. Cái dòng xe Merida mà có cái dòng biểu tượng logo nhôm đúc trên cái mặt bề mặt của xe đây thì thường thường thì là những dòng xe Nhật bãi, nhưng đây là không phải Nhật bãi. Xe được sử dụng với bộ phanh ma mảnh Shimano Sura. Càng xe đây, càng Merida là một màu đen. Đường vát theo khung xe như hình lưỡi kiếm. Đấy. Rất là mỏng đó nhá. Rất là giúp cho lực của xe ở lúc lực của chém gió của xe rất là tốt. Đây là một đường cong rất là mỏng, rất thanh thoát trên khung xe. Xe được trang bị với cặp mây Meyer bạc đạn nguyên bản theo xe. Vành hai lớp nguyên bản theo xe. Lốp Maxim kích thước lốp 700x23C. Cọc yên Michelin nguyên bản theo xe. Thì cái yên xe này về nguyên bản thì nó có một cái đệm mút ngồi chống mưa rất là bền và chắc chắn, rất là êm luôn nhá. Bác là đi mưa gió thoải mái về cái đệm mút bên trên này, ngồi rất là êm. Nguyên bản theo xe về nó có sẵn. Đằng sau sử dụng bộ phanh ba mảnh của chính hãng Shimano Sora. Bùi đĩa còn rất là mới. Bùi đĩa của FSA. Bùi đĩa thương hiệu rất là thương hiệu Mỹ. Với bộ bánh răng 50/34SM. Bộ bánh răng này thì là bộ bánh răng chuyên về những dòng đạp xe rất là tăng tốc đó nhá. Dòng lăn hoa. Đấy.
rất là cứng cáp, tạo ra khuôn mặt rất là khỏe, rất là bóng và sáng. Đấy, đây là đùi đĩa FSA của thương hiệu Mỹ đây, năm hoa, trang bị với ngạt đĩa Shimano Tiagara rất là cao cấp, sẽ được trang bị với hai tầng đĩa. Đây là nhôm nhá, nhôm phay sáng, rất là sáng và bóng. Thế hệ nhôm đời mới hiện tại sử dụng phủ đề Shimano Tiagara rất là cao cấp. May hơn so là may bọc đạn chính hãng luôn, bản theo xe sẽ được trang bị với 9 tầng lip còn rất là mới luôn nhá. Đây lip đây, có thể thấy rõ lip và xích còn rất là mới. Đằng sau sử dụng cũng là bộ lốp kích thước lốp vào 700 maxim 700 x 23 c, nguyên bản theo xe. Vâng, xe có thông số chiều cao đứng của xe là size 50 các nhá, tức là size S, thì các bác cao từ 1m6 đến 1m7. Từ trục đến khung giữa xe là đứng là 50. Và bây giờ em đi chi tiết đánh giá hoạt động của xe. Vâng, xe được trang bị với củ đề Tiagra rất là cao cấp, trang bị với 9 tầng lip, lip còn rất là mới, may bọc đạn. Và bây giờ mình sẽ đánh giá hoạt động của xe này. Lên lip này, chuyển động rất là mượt mà các nhá. Những cái dòng đồ xe dòng đốt, dòng cuộc thì những cái đồ Tiagra cũng là cao cấp rồi, đúng lip. Cũng sử dụng bộ tay lắc Tiagra xuống đĩa, gạt đĩa Tiagra, đùi đĩa Mỹ, đùi đĩa FSA, đùi đĩa nhôm lên đĩa. Vâng, đây là một mẫu Meria Sundown bên em mới về. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc xe đua road cuộc của dòng Meria Sundown với sử dụng với bộ tay lắc củ đề Tiagra, đùi đĩa nhôm SA. Xe em đánh giá độ mới là tầm 85-90%. Còn giá rất tốt bên em là 8,5 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Hoặc là quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975 709 943 hoặc lên YouTube tìm Kia Xe Đạp, nhấn đăng ký theo kênh. Vâng, hẹn các bác vào trước ngày mai.